Đời sống thú vị xin chào các bạn. Có một số bạn hỏi là cái lốc tủ lạnh mà cái chân chung ở dưới đó, thì chúng ta cắm cái giờ le cơ với cái tủ đè như thế. Bởi vì khi cái chân chung ở dưới mà chúng ta cắm thì nó sẽ vướng vào cái này. Đây, nếu như cái tẹp mít này mà cắm vào thế này thì chúng ta sẽ không cắm được cái giờ le cơ. Thế thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là dùng cái giờ le cơ đấy, cho cái lốc mà cái chân chung nó ở dưới. Thì đây là cái lốc nó như vậy. Cái tẹp mít nếu như này thì chúng ta sẽ không cắm được vào. Thế nên là chúng ta phải dùng cái này. Đó, cái tẹp mít loại này. Đó, như này. Gặp vào. Chúng ta cắm vào này. Đây là cái giờ le cơ, bây giờ tôi cắm điện cho nó chạy. Đó, đây là cái lốc 1/2. Đấy, nó như thế. Bây giờ tôi cắm cho nó chạy. Vậy thôi. Đấy, nếu như chúng ta không có cái tẹp mít này để cắm vào cái chân dưới của nó thì chúng ta dùng cái này. Đây, chẳng hạn như là cái giờ le của nó bị hư này. Đấy, chúng ta tháo cái này ra này. Chúng ta không có chân cắm mà. Chúng ta lấy một cái chân này. Chúng ta vẫn sử dụng cái tẹp mít của nó nhé. Đó. Thì chúng ta phải rời ra ngoài. Đây cái tẹp mít của nó đây, cắm vào đây như thế này. Cái này nó có tụ ngâm đấy nhé. Đó, cái lốc này. Đây, chẳng hạn như là chúng ta không có cái chân cắm này này. Đấy, cái chân cắm này. Thì chúng ta gỡ cái giờ le hư của nó ra xong lấy cái chân này để cắm. Đó, chúng ta cũng bẻ gập lại. Chúng ta cũng bẻ gập lại thế nào. Rồi cái phần còn lại chúng ta sẽ nối dây vào. Chúng ta sẽ nối dây vào cái này rồi để ra ngoài. Đấy, chẳng hạn như là ta lấy một đoạn dây. Cái này là tôi lấy ví dụ thôi nhé. Đấy, để cho các bạn dễ, tức là không có cái tẹp mít dạng này để lấy cái giắc cắm này. Thì chúng ta gỡ cái giờ le ra và lấy cái giắc cắm này của nó này. Đấy, đây này. Đấy. Sau đó là cắm vào lốc này. Rồi nối đoạn dây từ đây ra cái tẹp mít của nó. Đấy. Này, xuyên vào cái tẹp mít của nó thế này. Và cái tẹp mít này để ở ngoài. Đấy. Chúng ta sẽ cắm điện vào. Đấy, tẹp mít của nó thế này. Đó, vậy thôi. Là chúng ta để ở ngoài. Đấy. Để khi cắm vào nó không vướng như lúc nãy. Đấy, nó không vướng. Đây, cái tẹp mít của nó như thế này đúng không? Đấy. Thì chúng ta nối dây từ cái chân chung ra cái tẹp mít này. Đấy, rồi cắm cái này vào. Đấy. Là trường hợp chúng ta không có cái tẹp mít loại này.
Rồi, cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an, là hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.